Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúc các bạn có ngày mới thật vui vẻ nha. Ok anh ạ, thì hôm nay lại có tiếp tục một màn tôn rất là mới luôn. Màn tôn là cực kỳ là bá đạo của mình luôn. Đó thì theo mình được biết đó, bây giờ thằng bạn bèo của mình đang cắt tóc đó. Đó, nhân tiện thể cắt tóc này mình sẽ chôn luôn. Ok, đang cắt tóc còn trên nhà nữa nha. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục màn chôn của mình. Anh em hãy hóng chờ nha. Và bây giờ đi thôi, let's go. Ok các bạn ạ, thì màn chôn của mình bây giờ rất chi là khắm lọ luôn, rất kia là buồn cười luôn, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ đi thôi. Nó đang cắt tóc anh em thấy không, nó đang cắt tóc rồi. Nó đang cắt tóc rồi đấy. Và ok, bây giờ mình sẽ đi cúp cầu dao cho nó cắt tóc, cho nó mất điện hay cúp cầu dao. Ok, a few moments later. Béo chết đi được, sợ đây, chắc đổ luôn. Trong đợi 500 cái, bắt đầu. À, ngồi mày ngủ bên kia, tao cắm ngủ bên kia kìa. Sợ ngủ bên kia nó điện rồi. À, ê, tao cắm rồi em. Thẳng lên nữa, hay là thẳng lên à, hay là ê. Thẳng lên không? Cho cái tròn bằng bằng như này là được rồi. Cái này là được rồi. Đang cắt tóc. Cái này còn gì? Để lên cao đi nữa. Lên cái bằng bằng bên này thôi. Một cái đôi giáp để em bắt đầu. Thiên nhiên, thiên nhiên. Đôi giáp của em ăn này. Nào đi dắt của em rồi, đi dắt của nhà bằng bên này à. Thôi, cắt đi bạn. Bây giờ cắt kiện ăn lòng. Hay lắm anh hai. Một ca xô chưa anh em, mấy ca đấy ổn. Hết rồi. Quay không nhá. Đang quay clip cắt tóc. Giấm rồi. Thì cứ làm sao cắt đi. Quay mày bị yếu sao ấy. Cơ đẹp trai đấy. Gió salon Hàn Quốc ấy. Đâu quay cho nó đẹp trai. Mất hết tinh thần. Cứ cắt đi rồi, quay tí là kỷ niệm. Ôi. Thuật. Mày đẹp trai á. Mất điện rồi à? Rồi, cảm ơn. Cái bên này vẫn rời quá chị ạ. Mất điện à? Kỷ niệm sứ thôi em ơi, tắt điện rồi. Mất điện. Bật lên rồi. Đấy rồi. Lại quay rồi. Đẹp trai đấy, đùa đâu. À, sướng quá. Anh nhận rồi. Thuật đó. Thằng ngu ngay thì chấm mẹ đó. Ở dòng cầm dao kìa. Phải chấm ạ.
mày ăn tí rơi tông giờ mày. Mẹ à mày. Chạy đi điện thoại trong kia mày đừng có vô. Chạy đi điện thoại trong kia. Lộ đau tóc. Chạy điện thoại. Ok, không cười đấy. Ok, mình đã bị phát hiện rồi các bạn ạ. Thật sự buồn cười luôn, đau bụng luôn, không thể chịu nổi. Ok, mình đã chôn thành công rồi nha. Yeah, cảm ơn các bạn đã đón xem clip của mình nha. Đấy, anh em thấy gì không? Rất là chôn thành công rồi anh em ạ. Đó, rất là buồn cười luôn đó. Qua clip này ấy, thì mình cảm ơn các bạn đã đón xem clip của mình. Nếu mà các bạn thấy clip của mình hay, các bạn đừng quên bỏ lại một like và đăng ký kênh. Hãy chia sẻ thật mạnh clip của mình hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn, tất cả các bạn rất nhiều. Và ok, không nói gì nữa. Nếu mà các bạn nào thích màn chôn của mình, các bạn hãy comment thật nhiều bên dưới ấy, hay là comment những cái thử thách màn chôn nào để các mình có thể chôn nha. Ok, bây giờ không nói nhiều nữa, tạm biệt các tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo của mình. Bye bye.